sân chơi, ao bơi, khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao là một phần của tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng xã nông thôn mới và là nhu cầu thiết yếu của người dân. Dù vậy, một số xã ở thị xã Mỹ Hào đã về đích nông thôn mới, thậm chí là nông thôn mới nâng cao, nhưng vẫn còn thiếu những không gian vui chơi, tập luyện thể dục thể thao công cộng cho người dân. Đây là khuôn viên sân chơi nhà văn hóa thôn Nho Lâm, xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào. Công trình được xây dựng trên nền mặt bằng rộng khoảng 3.000 m² với các hạng mục như sân bóng đá, bóng chuyền, cây xanh xung quanh. Tuy nhiên, tất cả còn đang dang dở, nhà văn hóa thôn cũng đang được trường mầm non sử dụng. Nhu cầu của văn hóa và thể thao của chúng tôi từ trước đến nay rất khác, không có một cái chỗ điểm nào. Tuy rằng đổ do cái điều kiện chưa được có cái kinh phí mà để san bằng để cho các cháu hoặc là cho tuổi già ra để có thể thao. Đề nghị với các cấp làm sao mà đôn đốc khẩn trương sớm hoàn thành. Đây là cái nơi coi là để vui chơi và giảm rất nhiều các cái tệ nạn khác. Xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào được công nhận về đích nông thôn mới từ năm 2017. Đến năm 2021 tiếp tục được công nhận nông thôn mới nâng cao. Cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường trạm, khu trung tâm hành chính xã đều được xây dựng khang trang. Nhưng cả xã và năm thôn địa phương này đều đang thiếu khu vui chơi, giải trí, rèn luyện thể chất cho người dân. Lý do chúng tôi hoàn thành chậm các tiêu chí vì do cái quy hoạch của những năm trước nó chưa đồng bộ. Nguyên nhân tiếp theo là một phần là do cái kinh phí của địa phương chưa đáp ứng kịp. Nên chúng tôi cũng đầu tư nó dàn trải và một số công trình giao thông, nông thôn ưu tiên trước. Hiện nay là chúng tôi đã quy hoạch là 1,6 hectare, thì trong đó chúng tôi dành 1 hectare là cho cái sân thể thao, rồi là khu vui chơi, giải trí của xã. Xã Hòa Phong đang phấn đấu về đích nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023. Tuy nhiên, hiện địa phương này mới chỉ có 1/7 thôn xây dựng mới nhà văn hóa, khu vui chơi. Thậm chí ngay cả khu đất quy hoạch làm sân vận động của trung tâm xã vẫn còn ngổn ngang như thế này. Nông thôn mới thì mọi thứ đều tốt và đường trường trạm là cũng tạm ổn. Thì chỉ có về cái môn văn hóa thể thao, hạ tầng thì chưa được hoàn chỉnh lắm. Tự thôn nào là thôn đi cắt dọn các thứ để sửa sang thôi. Rất mong muốn là sao có một khu vui chơi giải trí, có một sức khỏe để có được cuộc sống nó tốt lành. Chúng tôi đang còn trong thời gian phấn đấu, thế còn cũng cơ bản của nó hiện giờ các cơ sở vật chất đã được đầu tư thì đã đáp ứng một phần cơ bản cho người dân trong cái quá trình tập trung sinh hoạt, còn một số hạng mục như liên quan đến hồ bơi rồi vui chơi giải trí của trẻ em thì chúng tôi sẽ dần dần khắc phục để phấn đấu đến năm 2023 đảm bảo đầy đủ. Thực trạng thiếu sân chơi, ao bơi, khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe đang diễn ra ở nhiều thôn, xã, thị xã Mỹ Hào và chưa được quan tâm đúng mức. Điều này đồng nghĩa với việc là người dân chưa thực sự được hưởng thụ hết kết quả của xây dựng nông thôn mới theo đúng nghĩa, mặc dù đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ nhiều năm nay.